Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiêu sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn vẽ một gốc hoa đào, hoa mai nhé. Thật là đẹp, thật là lung linh luôn. Để các bạn có thể trang trí cho dưa ngày Tết. Đặc biệt là chúng ta vừa học được phương pháp vẽ cây hoa mai này, thì chúng ta có thể vẽ được cả hoa đào với phương pháp tương tự. Tức là mình chỉ đổi màu thôi, chuyển sang thay vì cam vàng thì mình chuyển qua hồng trắng, đúng không nào? Đấy, và chúng ta sẽ cùng tập trung xem hết clip ngày hôm nay để cùng biết được phương pháp vẽ đào, vẽ mai nhé. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một vài những cái dụng cụ cơ bản. Đó là cái bút F232 sẽ có đủ size, đủ số cho tất cả các bạn này. Đây là cái bộ bút mà tôi vừa bóc ra. Nó sẽ có size từ số 11, số 9, số 7, số 5, số 3 và số 1. Tức là sẽ gồm 6 cây trong cái bộ như thế này. Đây là bộ bút chuyên dụng để vẽ hoa. Thì các bạn nên sắm cho mình một cái bộ như thế này, kết hợp với cái bút tiền 5K hoặc là bút tiền 10K thì chúng ta có thể là chinh phục được bức tranh ngày hôm nay. Tức là những cái dụng cụ gọi là cơ bản thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể chuẩn bị thêm một bộ bút lông lợn và những cái màu cơ bản, nó là màu cam pha sẵn, đúng không ạ? Cộng tí vàng thư và cộng tí trắng. Màu gốc cây thì mình sẽ chuẩn bị một vài cái màu như màu đen, màu nâu, màu xanh cobalt. Thế là xong. Chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung bài giảng ngay bây giờ nhé. Rồi, chúng ta sẽ vẽ hoa đào, đúng không nhỉ? Hoa đào thì các bạn sẽ sử dụng một vài những cái tông màu như sau này. Một là gốc đào, đúng không? Hai nữa là cái hoa. Thì gốc ta sử dụng hai màu cơ bản nhé. Nó màu đen, đen là mã 051 này. Đấy, một tí màu nâu nâu nữa. Nâu là mã số là 454. Thì mình kết hợp hai màu này với nhau, đúng không nào? Thì chỗ bức tranh này, bức tranh nền ta có sẵn rồi. Thì các bạn có thể bố trí cái gốc đào nó già cỗi, kiểu đào cổ ấy. Nó sẽ vòng lượn này, đúng không? Thì một cái gốc nó sẽ nằm ở vị trí này, nó đẹp hơn này. Xong là từ cái cành nhánh vươn đây, xong đấy hoa lên, lá lên, đúng không? À, chỗ này ta dành chỗ để viết chữ thư pháp, rồi tự bên dưới một tí. Thêm cái mặt trời ở đây, thì nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị màu gốc, hai màu nâu đen nhé. Màu của hoa thì ta sử dụng hai tông cơ bản thôi, đó là màu 026 và màu vàng thư 023. Các bạn không có hai tông này thì mình có thể sử dụng cái tông vàng chanh 021 cũng được. Đấy là tông màu lá và màu hoa. Màu lá thì chúng ta thêm tí xanh cây 056 ra tí nữa là được nhé. Bây giờ mình sẽ về bút ấy, thì mình hôm nay có một cái bộ bút mới là F232. Đây là cái bút đầu tròn oval, là chuyên để tỉa hoa đào, hoa mai. Và áp dụng hoa đào, hoa mai các bạn có thể vẽ trên dừa, trên bức tranh này. Đặc biệt là vẽ dừa ngày Tết ấy, để bán kiếm tiền, đúng không nào? Thì rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình một cái bút đầu oval này nhé. Có thể là F232 hay là chuyên về vẽ hoa, vẽ cỏ, vẽ lá. Còn ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng bút căn xám như này. Căn xám, cái đầu lông mềm. Và quan trọng nhất là khi mà mình vẽ hoa thì cái đầu lông của nó phải mềm. Và nó là phải là bút tốt. Khi chúng ta vuốt một cái cánh hoa ra là được luôn, chứ không sợ là màu nó bị trôi hoặc là nó không ra màu. Được chưa? Đấy là những cái lưu ý về màu, về bút này. Còn một cái bay để xúc màu. Một cái bút lông lợn to, size to và size nhỏ để mình làm gốc, đúng không? Lót màu là gốc này. Còn cái này là nhỏ hơn thì chính là tỉa cành. Nhớ nhé, có chuẩn bị đầy đủ bút. Tại sao phải dùng bút lợn? Bởi vì nó xốp, nét nó xốp. Đấy, vạch nhẹ lên này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu này, bỏ ra nhé. Tí đen, tí đen đổ trên palette này. Đây đây. Các bạn dùng đen nhớ là không nên dùng quá đậm. Đậm vừa thôi. Tí nâu à, 454 này. Ok chưa? Thêm một tí cam cam nữa. Lớp lót. Mình lót chuyển độ luôn. Đó. Rồi bây giờ xác định vị trí của cái gốc cây tùng nha. Mỗi bạn thì sẽ có cái cách sắp xếp khác nhau. Như là mình có thể là sắp xếp vị trí này hoặc là vị trí bên dưới đều được. Đó, mình sẽ sử dụng nâu đen. Nâu thì tôi dùng tầm 2 phần. Đen sẽ cộng 1 phần kết hợp với nhau, cộng với nhau này. Đấy, màu này chúng ta dùng khô chứ không dùng ướt quá nhé. Kéo thêm đây này. Có thể cho hơi ẩm một chút nếu mà cái bút nó rít quá. Đấy, hơi ẩm thôi, tí nước thôi. Đào thật nhiễm trước. Rồi chúng ta cùng quan sát này. Như ở cành đào gốc nó sẽ ở khu vực này. Đây, đúng không? Vuốt phát dứt điểm thôi. Cắt dứt điểm ra đây. Cái thao tác vuốt bút thì chúng ta cầm nhẹ nhàng này, lia này. Và cái dáng, cái thế của gốc cây đào thì mình phải có cái định hình sẵn trong đầu rồi, chứ không vừa vuốt vừa tưởng tượng là chết dở nhá.
kéo lên này, đấy, gốc lên đây này, lượn lên đây này, đúng không nào? Đấy, tay xoay xoay, gốc lúc nào cũng phần to hơn ngọn đúng không? Càng ra gốc mình ép cái bút mạnh một tí nữa, nó sẽ to lên này, đấy, như nào? To gấp đôi cái ngọn là được, kéo lên đây, màu ẩm nhá, nhớ ẩm nhá, kéo lên đây. Đấy. Một vài cành nhánh, lúc này chúng ta chuẩn bị sẵn cái bút nhỏ để mình lựa vào cành nhánh rồi. Đấy, và một số những cái nó vươn ra phía đằng mặt nước đây nữa này. Chúng ta thiết kế cái cành nó lượn 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 một tí thì nhìn nó đẹp hơn, nó tự nhiên hơn. Kéo ăn đây. Đấy. Tay hơi rung rung, run nét tí nhá. Một số cái cành nhánh nhỏ hơn nữa vươn từ đầu này sang bên đấy nữa. Đấy. Rồi xong cái phần gốc to nhất đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái bút lông lợn size nhỏ. Size nhỏ mình làm đây. Càng ra ngoài đầu cành nhánh thì cành nó sẽ nhạt hơn tí nhá. Độ màu nhạt hơn, tức là mình tăng nâu. Nâu hơn tí. Khi mà mình vẽ trên quả dừa thế, đặc biệt nó hơi có cong cong đúng không nhỉ? Cong cong kiểu quả dừa ấy thì là nó không phẳng phiu giống như vẽ trên toan. Thế là mình phải lựa khéo. Và vừa vẽ mình kết hợp với xoay luôn quả dừa đấy cho nó tự nhiên nhá. Kéo này này, một vài cái nếp uốn này. Đấy. Đấy. Khi màu nó xuất hiện hơi cái sức nét, tức là cái nó báo hiệu cho là màu hơi khô, thì mình sẽ cho một tí nước vào, ẩm ẩm vào, thì các bạn làm nó dễ hơn. Kéo này này. Vòng một số cái cành, càng khúc khỉu bao nhiêu thì nó ra cái gốc đào cổ bấy nhiêu nhá. Đấy. Nhớ là nắm vững được các bước làm. Cứ cành chúng ta tỉa ngon lành đã xong là mình mới tỉa lên lá, lên hoa xong. Theo đúng thứ tự các bước làm. Nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bút tỉa 5K. Đấy. Cành nhánh. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ sử dụng bút tỉa 5K loại nhỏ nhất nhé. Đây. Tỉa mới toanh luôn, đầu tư một cái mới toanh. Đấy, các bạn sử dụng bút này. Của nhà sản xuất thì thường nó có một lớp keo ở đây nên chúng ta sẽ dây nó ra hoặc là dùng bằng nước nó hết luôn. Cho ẩm màu nha. Sánh màu, lúc này là tỉa 5K thì lại cần sánh màu. Quánh ấy. Chúng ta dùng nước với màu nghiền đều, nghiền kỹ vào. Nhớ là cũng không cần quá đậm nha. Kéo thêm đây, ví dụ như sau này. Quất đây. Cành này sẽ ra nó nhỏ xíu đúng không? Bớt từ trên xuống được này. Chúng ta cầm chắc bút tỉa ở trên tay này. Ra. Bút nó ra nhánh nữa này. Nhớ là tất cả các cành đi liền mạch với nhau. Không để nó bị đứt nét. Ok chưa nào? Ra nhánh tiếp này. Nó hơi khúc khỉu một tí thì nhìn nó sẽ giống cái cành đào hơn, nó tự nhiên hơn, mượt mà nha.
bắt đầu mình tiến hành cái hoa lên, chấm dầm dầm đi ra đây nó tự nhiên. Xong rồi những cái đầu cành này cứng, cành nào cứng thì mình thả thêm cho nó mềm mại ra này. Đó, đó, cây cấu trúc nó tự nhiên nó mềm ra. Kéo này. Vuốt cho mềm mại này. Cành khúc kiểu này. Rồi. Xong khâu này mình sẽ đắp cho nó nổi lên một tí. Cho nó nổi lên nhá, gốc nó sáng lên. Đây sấy khô một tí. Sấy khô nhá. Bắt đầu lên sáng. Ánh sáng của gốc cây đào này thường nó sẽ nằm bên trên này. Thế là diện dưới và diện trên thì gốc nó sẽ nằm bên trên này. Chúng ta chia làm 3 phần ra. 3 phần của gốc cây, cái gốc cây nó to bằng này đúng không? Thì chia là 1/3 là độ sáng nhất trên cùng. Độ trung gian là giữa và độ dưới cùng chúng ta dùng chính lớp lót này luôn nha. Thì chúng ta sẽ đẩy sáng từ độ trung gian này lên lớp sáng này thôi. Các bạn để ý nhá. Nên là nếu mà vẽ dừa thường chúng ta chỉ sử dụng một cái độ này cũng được. Nhưng mà nếu mà đẹp hơn thì mình sẽ nên dùng 3 độ thì cái gốc cây nó sẽ phồng lên. Được chưa? Kéo thêm tiếp. Gốc thì có thể sử dụng cái bay mình đắp lên cũng được. Hoặc là sử dụng bút thì mình chấm cho tí vàng đất. Đây màu vàng đất là 029 nhá. Thêm tí vàng đất. Nó sẽ sáng hơn. Thêm vào đây. Kéo đủ toàn hàng trắng. Kéo thêm đây. Sáng đây nha. Đấy, chấm vào đây. Đang sử dụng bút cán xanh. Đấy, xanh nhỏ thì mình sử dụng. Nhớ là sáng nó chỉ cần 1/3 thôi thì là được rồi. Thì gốc cây nó phồng lên đúng không nào? Cho một cái hốc già ở đây nữa. Hốc già, hốc sâu ấy, hốc sâu. Kéo êm này. Trong tí, đầu kia cho sáng hơn một tông nữa là được. Kéo êm này. Gốc cây các bạn thì nó phồng lên đúng không nào? Kéo êm lên. Sáng nhất. Thêm tí vào đây. Đấy. Chấm rồi nó sẽ sáng lên. Đầu bên dưới này mình có thể cho tí phản quang cũng được này, cho nó đẹp. Phòng có khối. Đừng để nó bết nhá. Nó chấm nhẹ, lơi tay, chấm phát một thôi, dứt khoát thôi. Kéo êm ra.
Đầu dưới cho tí phản quang, ánh sáng xanh coban. Xanh coban cộng một tí trắng vào đây. Tí trắng 044 nhá. Kéo đây. Đừng sáng quá. Một mặt chúng ta dùng màu nâu đen đúng không? Một mặt chúng ta dùng màu xanh coban cũng trắng. Kéo vào đây. Và nó sẽ nằm ở khu vực bên dưới này. Kéo đây. Thì cho một tí phản quang màu nó sẽ đa dạng hơn, cũng như là nó sẽ giúp cái cây nó tách toàn bộ ra so với nền. Rồi. Bông bông không? Đưa cái sáng phản quang này vào thì nó phải hơi doa nhẹ so với vòng nền này nữa. Màu nâu đen lót ban đầu đấy thì nó sẽ êm được. Gảy nhẹ thôi, nó chuyển từ từ thôi. Ra đây, vẩy vào đây. Cho thêm thứ đây. Đấy. Đây ra. Cái diện sáng này nếu cần tăng sáng nữa nhá. Thoải mái. Kéo đây. Sẽ ra được cái gốc đẹp luôn. Đầu trên cao cũng có thể sáng hơn tí nữa. Ta dùng bút lông lợn nhỏ đi để cái diện sáng vàng này sáng tươi lên tí nữa, thêm tí trắng trắng vào đây. Đấy, để lên sáng. Đôi khi kéo một tí sáng lên cái vùng cành này tí nhá, thì cành nó cũng nổi khối được. Nó tươi đúng không? Tăng một tông sáng nữa. Quét qua đây. Bật ra đây đúng không? Thêm một cái diện sáng vào đây nữa. Chúng ta đạt đến độ sáng nào mà mình muốn thôi, chứ không có một giới hạn nào cả nha. Kéo lên đây. Cái vẹt này hơi bẹt quá thì mình dìm bớt đi thì. Đó. Rồi. Tiếp tục nha, đến cái phần quan trọng nhất đúng không? Vẽ hoa. Vẽ hoa thì mình sử dụng bằng thư. Này, bằng thư này 023. Đúng không? Cộng thêm tí trắng. Chúng ta lấy cái bay mình xúc ra cho dễ. Này. Làm thư nha. Một độ nữa là vàng cam. Tức là vàng thư cộng với tí cam. 2 độ. Cam ở thấy đâu nhỉ? Đây một cam đây này. Đây. Vàng thư cộng cam và vàng thư trắng. Tí trắng rồi, đây trắng kia rồi. Chúng ta đảo nhé. Vàng thư này cộng với cam này. Vàng cam ấy. Không cần cam lắm đâu, cho tí trắng nữa vào. Màu dạng cũng không cần đảo quá nhuyễn. Tiếp tục là vàng thư cũng trắng này. Dành 3 độ cũng được. Vàng thư cam, vàng thư gốc và vàng thư trắng, 3 độ luôn. Ok nha. Bút nha, mình sử dụng cái bút đầu tròn 232 vừa rồi đây. Có size to, size nhỡ và size nhỏ thì mình
Nếu các bạn vẽ tranh tường lớn, khổ lớn, tranh trần mây thì mình dùng thoi to này, vẽ nó nhanh và hiệu quả, nó không bị vụn, đúng không? Còn trên toan nhỏ này, khổ tầm 30-40 hoặc là 40-50 thì mình sử dụng còn tầm khoảng số 5 đổ lại thôi, 5-3 hoặc là số 1. Mình bóc ra nha, kéo ra đây, một cái bút mới luôn. Đây, cái bút nó rất là sắc, nó tinh nha, kéo này. Đấy, thì mình ở cái bài này thì mình sử dụng tầm 2 số. Một số là số 5 và một số là số 3. Đấy, và số 1 thì lát nữa để tỉa cái nhị nhỏ nhỏ đấy, bên ngoài đấy, sờ xem mà khô chưa. Nếu mà chưa khô thì mình phải sấy nó khô đã rồi mình mới làm tiếp được nha. Kéo đây. Đây. Rồi bắt đầu mình vuốt thử này. Tầm số 3 trước đi. Cầm cái bút này bẻ ra cho nó mềm mại này. Này, lấy màu gọn gàng trên bút nhá. Lê Anh quan sát này. Đấy, gọn nhá. Gọn trên bút. Để khi mà vuốt thì cánh hoa nó tròn, nó không bị bẹt, không bị tóe. Đấy, kéo thêm vào đây. Đây là gọn trên bút này. Đấy, mực các thứ là gọn gàng, nó không bị tóe ra là được nhá, không bị răng cưa là được. Được chưa? Sau khi mình vuốt thì mình đưa vào đây, ép trên nháp trước này, ép bút xuống và lơi ra vào trong luôn, như này, vẩy vào trong luôn, đúng nào, thì cánh hoa nó tròn, nó không bị răng cưa. Đấy, kéo thêm vào đây, ví dụ như sau này, vuốt một cái mạnh mẽ ở đây này, ấn và thả này, đúng không, ấn nhẹ xong thả xuống. Ấn nhẹ này, thả vào, vuốt vào, đúng nào, không được ấn mạnh quá bởi vì ấn mạnh nó bị cầy màu lên. Đang chỗ này lại ấn nhẹ cái này. Đấy, tức là cho người ta thấy là cái cánh hoa nó vòng cúp lên trên. Đấy, và mỗi một chiều cánh hoa thì nó có thể nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, đúng không? Tùy chúng ta. Đấy, cách sắp xếp của mỗi người sẽ khác nhau. Cánh thì có cánh to, cánh nhỏ, cánh đan xen. Vuốt vào đây, ép mạnh cái này, nâng lơi lên này. Đấy, thì cánh hoa nó tròn đúng không, vuốt vào này. Đấy, ngoài việc ép chính diện cạnh bút thì mình có thể dùng nghiêng cạnh bút. Bình thường mình để như thế này đúng không, thì mình có thể để nghiêng như này hoặc là nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, tùy theo cách sắp xếp của mỗi người đúng không? Và mong muốn của mỗi người. Trên này một vài cái bông to, vuốt vào đây, ép này. Đây là độ vàng cam ấy. Kéo thêm đây. Vào đây cái nữa, bên phải qua này. Cánh nó ra luôn. Ví dụ chúng ta muốn cánh này sáng hơn thì mình lại đưa thêm vàng trắng vào này. Đấy. Là được luôn. Đúng không? Tí nữa ta tỉa vài cái nhị nữa. Là bút chuyên vẽ hoa thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta dùng bút khác vẽ thì nó bị méo cánh hoặc là méo bông. Em đây. Sau khi quen tay dần thì chúng ta đẩy nhanh tốc độ lên một tí. Một vài bông ở dưới nữa. Xong chưa em? Anh ơi. Điểm luôn mấy cái cành nhỏ, nhị nhỏ. Vàng thư trắng này. Sau khi mà hết cành to rồi, bông to rồi đúng không, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bông nhỏ hơn. Kéo ra. Nốt thêm một bông to đây nữa. To nhỏ đan xen thì nó mới tự nhiên được. Lúc này ta sử dụng đến cái bút số 1 nha. Bút số 1. Vàng thư rồi.
cộng trắng này, cũng lấy gọn gàng y như bút to, bút số 3, số 5 vừa rồi luôn. Gọn gàng trên đầu bút này. Và tất cả những đầu nhánh cành này chúng ta vuốt, ta để bút hơi chéo một tí, chéo lia chém xuống. Đều đây. Đấy. Thì cái phần nhị nó sẽ ra nó tròn, tròn trịa. Cái búp hoa đào đúng không ạ? Hoặc là muốn tạo thành một bông nhỏ thì mình cũng làm y chang như vậy, nhưng mà sắp xếp cái cánh nó dày hơn thôi. Thay vì một cánh thì mình làm 5 cánh. Kéo vào đây. Đó. Ok chưa? Kéo vào đây. Tròn trịa khi nào nó dày dặn cái bông hoa của mình lên. Cứ vuốt từ từ thôi nha. Bút cố gắng luôn luôn phải lấy tròn mực ở trên đầu. Xong cái bước này mình sẽ rà soát lại một lượt cho dặn lại. Sáng dần nhá. Tăng sáng dần lên. Bút xuống. Cố gắng là không để cục màu nào nó phè lên. Đây là cách gảy cái búp cái nụ bằng bút. Còn nếu không thì chúng ta chưa quen thì mình có thể sử dụng cái bút tỉa. Tỉa 5K đánh màu nhuyễn ra mình làm lại nữa. Chấm lại nữa. Còn cách này thì nó nhanh hơn. Đóng đây. Với lại mình cũng để ý xem là những cái chỗ nào bị lỗi do tỉa cành hay là lỗi khi mà làm nền ấy, thì mình sẽ đưa vào đây, đưa cái nhị vào để giấu nó đi. Để sáng lên. Bông sáng bông tối. Bông to bông nhỏ đúng không? Nào mà nhiều cái nét vụn quá thì chúng ta lại đẩy nó thành một cái bông lớn luôn, thì nó tập hợp các nét nhỏ vào, nó không bị vụn nữa. Đấy, cánh thì cánh to cánh nhỏ này. Ok chưa? Lên đây một tí này. Bút lên đây, hoa dày lên. Bút xuống. Mới đầu mà tay hơi cứng thì chúng ta làm tay nháp trước nhé, quen tay đã. Xong ký tỉa cái nhị nó sẽ ra cái bông hoa đẹp hơn. Thank you.
Đấy, thì là mình thiết kế một cụm ở đây đúng không? Thì cho nó dày dày hoa ở đây hơn nữa. Lau bớt này đi. Tăng vào diện sáng lên. Tăng sáng nhất lên. Thêm một vài bông hằn này. Bây giờ nào. Trong 5 cánh vừa rồi thì có cánh chúng ta tăng một diện sáng hơn nữa. Đấy, thì nó sẽ có cái nhịp sáng tối nó chuyển khác nhau hơn. Tăng sáng hơn một tông. Thì cái bông hoa nó sẽ bật ra ngay đúng không? Kéo đây. Chỗ nào nó chưa rõ ràng, chưa đủ sáng thì mình tăng lên tí nữa. Bật lên đây. Chỗ nào mà hơi chìm quá chúng ta đẩy lên một tông. Thưa nét quá chúng ta cũng điểm thêm một tí nữa cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ đẩy sáng lên một tông nữa, vàng trắng, vàng trắng điểm hơn một tí nữa nhé. Lau rửa bút sạch và lau thật khô đi. Trắng chúng ta dùng nhiều hơn một thế nữa. Một tông gọi là tông sáng hẳn. Bật lên. Đấy. Sáng hẳn đưa đây. Sáng hẳn đưa. Nó sáng này đúng không? Bật lên nào. Nó có độ gọi là độ sáng nhất đúng không nào? Kéo này. Vung vượt lên đây. Điểm điểm những độ sáng như nó bật tơi rồi. Lát nữa xong là mình sẽ sấy khô và tỉa nhị, rồi là tỉa lại cái cành cái lá thêm thế là được. Tiếp tục sang góc bên này chúng ta có thể đẩy sáng hơn một tông nữa nhé. Thêm một cái hoa. Tông vừa rồi là tông vàng cam, bây giờ là tông vàng thư gốc cộng thêm xíu trắng. Đấy, xíu trắng này, lấy màu thật gọn gàng nhé. Các bạn lưu ý mực nằm gọn trên bút như này. Đấy. Thì khi mình vuốt này nó mới ổn được. Đấy. Chỗ này là sáng rồi đúng không? À, cái hoa sáng rồi. Mình cài vào đây. Cài vào. Tươi lên đúng không? Tươi lên. Đan sen, so le. Cái này. Thêm một bông vào. Cho nó tươi rực rỡ lên. Kéo lên này.
bên dưới này một vài bông sáng hơn tí nữa. Vàng trắng này. Con xem nào. Một vài bông ở đây nữa. Này nhìn nó sẽ tươi ngay đúng không? Đặc biệt là chúng ta sẽ cho một vài cái bông nảy sáng ở vùng đầu này lên. Bông nhỏ, bông to. Đan xen. Thế nào, bật ra. Rồi. Chúng ta sẽ cho một vài những bông trắng nhỏ hơn tí nữa, nhưng mà sẽ dùng bút tỉa. Mình nghiền cái màu trắng này xanh lên. Sánh mọng lên tí nữa nha. Thì nó sẽ ra được. Kéo này. Này, bút đậm mực no để nó sánh mọng lên, và chúng ta bấm vẩy từ đầu trên xuống đầu dưới như này. Đấy. Vẩy xuống. Chạm vẩy. Những cái đầu búp búp này chúng ta nên tập trung vào những cái màu trắng đấy thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Xong ta lại quay trở lại với cái nét nâu đen. Nâu đen nhỏ đây. Cũng là màu mọng, màu sánh nước vào. Thì chúng ta vẩy vài cái búp cái nụ nữa cho nó mềm ra. Hoàn thiện cái phần cành. Xong là cành xong, chúng ta lại quay trở lại cái lá. Vươn rồi đây. Lúc này với những cái đầu nhị này thì các bạn sẽ tỉa cái cấu trúc cành nó ra để nó đấu vào đây. Gật vào, gật vào. Bấm mà chúng ta vẩy từ bên ngoài vào bên trong như này. Chấm vẩy, chấm vẩy. Đấy. Nó sẽ vuông góc với cái phần gốc cây.
em. Mềm mại. Cành nào mà còn thô cứng chẳng hạn, chúng ta sẽ thêm hết vào. Chấm vài những cái bút nó sẽ mềm mại ra. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ thêm một vài những cái nốt sáng, nốt tối nữa cho nó mềm hẳn ra. Chỗ trong phần trong cái nhị thì các bạn sẽ sử dụng cái nét màu đỏ nhé. Màu đỏ. Chúng ta vẩy nhị ra. Đó. Đỏ là mã 003. Cũng màu hơi ẩm thôi. Nghiền kỹ vào, sánh vào. Được chưa nào? Lấy bút tỉa gọn gàng mực, sau đó là mình cũng chấm vào vuốt từ trên này xuống này. Đấy. Chấm vuốt từ trên này xuống. Chấm bi thôi, đúng không? Nhớ nhá, các bạn để ý cái màu nhị này, chúng ta nên nghiền hơi sánh sánh một tí, không nên dùng khô quá.
rồi, xem nào. Bên dưới này em đã vải bên dưới này. Ok chưa? Kiểm tra xem cái đoạn nào nó thiếu sáng thiếu tối, các bạn sẽ bổ sung thêm, nên là bổ khuyết thêm một vài những cái đường nét nữa cho nó cành nó mềm lại hẳn ra. Thêm một tí lá nhé, cho thêm một tí lá. Tông lá này các bạn có thể sử dụng đến một vài tông như là 063, xanh cây 056 hoặc là 061, những cái màu xanh lơ lớ như này đẹp này, hoặc là xanh cốm 453, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển từ độ đậm trước đã, cho một vài sắc đậm vào. Đây, tông này đào mà nở hoa này thường nó sẽ rất là ít lá, nên chúng ta chỉ cần điểm điểm một vài nhát thôi. Ví dụ như phần đầu này thôi, chúng ta gảy nhẹ bớt từng trong ra ngoài này. Bớt từ trong ra ngoài. Cây thì chắc chắn là phải có lá đúng không? Không thể thiếu được. Kéo đây, vuốt sang đây. Thêm một tí bên phải bên trái. Càng ra ngoài cái búp lá cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, không cần nhiều. Vườn lên. Nhớ là không dùng màu loãng quá nhé. Loãng là về sau nó khô, nó chìm màu của mình mất. Gọi là hơi sánh ẩm. Vài cái lá vứt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, kéo đây. Nó cũng giúp cái cành cây của mình nó không bị thô nữa ha. Đấy là xong một lớp lá gọi là lá giả. Về ta thêm một tí cái lá xanh 061 này vào. Điểm điểm thôi. Điểm điểm vào đây. Rồi lá, một vài những cái lá búp non, lát nữa mình sẽ sử dụng cái xanh cốm lên những cái vùng đầu trên cao này nữa. Thì cái cây hoa đào súp xê nó đầy đủ mà lại không bị trơ, trơ gốc. Thêm thì xanh cốm 453 này. Đây, ta cầm ngắn bút lại, tại vì nét này là nét khâu cuối cùng rồi, nó phải là đẹp nhất. Vươn đây, ép lá xuống.
vườn mạnh này. Và cái bút phi ra nhìn nó sẽ sức sống hơn. Cái này thêm một vài lá sáng lên phía nha. Xanh cốm rồi, sáng đến độ xanh cốm rồi, không cần sáng quá. Tầm này, vươn ra đây nữa. À. Chúng ta cũng có thể thiết kế cái lá ngắn, lá dài, thay đổi nhịp đấy nhé. Thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Kéo đây này. Vươn đây. Vượt vào đấy. Đấy này. Chúng ta sắp xếp nó thành một búp ấy, thì nhìn cái bóng cây nó sẽ gọn gàng hơn, nó sẽ tập trung hơn. Nó dày dặn. Cho nó thành một búp luôn. Xong là một vài những cái nốt gọi là điểm điểm nó phá, không phải là thuộc cái cành cái lá nào cả. Đấy. Điểm điểm như này, ta chỉ cần chấm này, chấm chấm đây, đúng không? Chấm giả. Thì nó sẽ kéo cái mắt của mình không bị tập trung quá vào một chỗ. Và nó cũng lấp bớt những phần cành thô đi. Thì nhìn cái bài nó mềm. Nó chả thuộc cái tán nào à. Đấy, bên trên này thêm một tí nữa này. Thêm tí lá tí hoa xung xê, đúng không? Tăng thêm tí trắng này vào thì xanh cốm cũng được, một độ sáng hơn nữa. Gảy những vùng đầu thế này. Chấm đi những vùng đầu. Chắc chắn là nhìn những cây đào nó sẽ xung xuê và tự nhiên hơn, đúng không? Nếu cần thiết nữa thì chúng ta lại tăng tiếp một độ sáng hơn nữa vào cái cây đào này cho nó bừng tươi lên nha. Ví dụ tăng thêm tí vàng, rửa bút sạch sẽ đi, tăng vàng trắng nõn này.
nõn nà. Đấy, lúc này tập trung ánh sáng sáng nhất thì lại tập trung vào vùng đầu rồi thôi. Phá non nhất đấy. Miết bút gọn gàng nhá. Buôn đây. Có thể hơi đè lên cái nét gốc cũ vừa rồi hoặc là tạo một cái nét lá mới hoàn toàn. Lá non nhỏ này chúng ta chỉ cần điểm một vài cái. Một vài cái ở khu vực dưới này. Xong lại tiếp tục ta lại chấm chấm dài anh kia ra à. Trồi non mơn mởn nha. Vươn mạnh ra đây. Vươn mạnh dứt khoát. Nhớ nhắc tập trung vào những cái điểm lá thôi. Ít nét thôi. Vùng đầu ngoài có thể đẩy sáng hơn. Cánh hoa. Cánh hoa đầu ngoài mà nó hơi đói màu chẳng hạn, chúng ta có thể chít lại thêm một tí nữa. Vàng trắng thêm tí nữa. Tự khắc nó mềm mại hẳn ra, đúng không? Bông lụa. Rồi, lúc này ta lấy màu dày thêm một tí, nhiều hơn một tí này. Ta bắt đầu chấm dài. Chấm dài tông vàng trắng. Màu đặc đặc cũng được các bạn nha. Màu đặc đặc lại được. Chấm dài đây. Ấn vào vậy. Ấn vào vậy xuống. Cố gắng nét làm sao nó tròn trịa một tí. Chấm dài là những cái này là chả thuộc cái tán nào à. Nó có nhiệm vụ là giúp cái bài của mình tự nhiên. Chấm dài thì cũng chấm to, chấm nhỏ, thay đổi kiểu dáng khác nhau. Nốt to, nốt nhỏ, nốt sáng, nốt sáng trắng và có những cái nốt chỉ cần lên sáng vàng thôi, đúng không? Tăng sáng lên. Nếu đã có nốt tối rồi thì chúng ta đặt bên cạnh nốt tối chứ đừng lấp nốt tối đi nhé. Ví dụ như là cái thằng sáng vàng này, nó đặt cạnh thằng cam này. Nó không nên lấp thằng cam đi. Trong cây là tự nhiên là xung xoay rồi nha. Nó sẽ có những độ tối nhất và độ sáng nhất đây. Rồi, dứt khoát chạm bậy. Đây làm được không? Được à? Được quá nhỉ. Rồi, để sáng lên. Sáng lên.
căng lên. Vùng sáng, đủ sáng, vùng tối đủ tối. Kéo này. Tận dụng luôn cái bút tỉa này, mình có thể làm những bông hoa nhỏ nhỏ ngon à. Đan xen bông lớn thì mình làm những cái bông nhỏ. Trụ bạc. Tự nhiên. Màu nó ở luôn mà. Bên đây. Một vài nốt sáng ở đầu bút này nữa. Tôi đang dùng màu khô đặc nguyên chất. Đấy, để nó màu nó ở lại luôn chứ không bị chìm. Nếu bạn nào mà chưa dùng pen màu khô ấy, thì mình cứ dùng màu gọi là hơi ẩm ẩm nhưng mà nghiền lên tí. Nghiền sánh lên tí. Một vài cái lá rơi. Đấy. Ok da. Xung xê tự nhiên. Bước cuối cùng này. Bước cuối cùng là mình có thể dặm lại hệ thống sáng, hệ thống tối của cành cây. Đấy. Thì ta dùng cái màu cam cam này. Nâu cam cam này. Cam này. Rồi sáng độ này lên. Đúng không? Sáng nhẹ lên. Dùng chính bút tỉa luôn được. Sáng này là hơi ra cạnh bên ngoài này thì... nó gắt quá thì mình phải chuyển sang độ trung gian nhé. Đường nét tỉa nhỏ thôi. Phương pháp lên độ đậm nhạt thì chúng ta cố gắng là cứ lên từ từ thôi. Vừa lên vừa đẩy từ từ tổng thể lên thôi. Gốc này. Góc đây. Các bạn thấy là thêm một tí độ sáng vào đúng không? Là cái bài nó bật ra mạnh hơn nữa. Cành nhánh này cũng cho một diện sáng nhẹ. Gợi cho anh có diện sáng tối thì nhìn nó sẽ có khối hơn, phồng hơn. Cạnh đầu góc này sáng hơn tông nữa. Thank you.
Ok chưa? Xùm xe chưa? Lác đác là giải thêm tí đây. Nhớ nhá, vẫn phải đảm bảo nó có khối, tức là diện sáng này, diện trung gian và diện tối này không được lấn sân của nhau. Đấy, các độ đậm nhạt không được lấn sân. Bạn hơi vòng vòng tay này tí à, nó sẽ tạo được cái vỏ cây nó xù xì. Sáng dần đúng không? Tay hơi phồng phồng lên. Ok. Được rồi. Bữa này tí nữa. Đấy. Làm đến đây rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta kiểm tra lại, rà soát lại nha. Phần nào cần bổ sung thêm, phần nào cảm thấy chưa ổn, nét nào cảm thấy chưa đủ sáng, chưa đủ tối mình sẽ thêm thắt vào. Đó là toàn bộ nội dung vẽ, hướng dẫn vẽ cành đào, hoa mai. Và chúng ta có thể vận dụng vào vẽ cả dưa, cả dừa, tất cả các chất liệu khác, từ cây to đến cây nhỏ. Vẽ được cái phương pháp này vào thì chắc chắn là cái sản phẩm dưa dừa chúng ta bán được cái giá trị rất là cao, và nhìn cái khách hàng thích ngay đúng không nào. Đây là cái hướng dẫn gọi là sơ bộ thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Tiêu. Chúc các bạn có một mùa Tết vẽ được những cây hoa đào, hoa mai tặng người thân và gia đình. Còn những bạn nào mà đi vẽ tranh kiếm tiền ấy, thì hy vọng góp một phần nào, một chút kiến thức nào đó nhỏ bé để giúp các bạn nâng cao tay nghề của mình hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.